của thạc sĩ bác sĩ Trần Tiến Mạnh về các cái bất thường mạch vành. Đây là một cái có thể nói đây là một những cái bất thường mà rất là quan trọng nhưng mà ít được nhắc đến trong các cái bài giảng lý thuyết. Nhưng mà hôm nay thì bằng những cái hình ảnh thực tế và những cái tập hợp về 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 các cái bài báo, những cái tài liệu trên thế giới thì bác sĩ Trần Tiến Mạnh sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về những cái bất thường động mạch vành và chúng ta sẽ cần phải theo dõi cũng như nên kế hoạch điều trị ra làm sao. Sau đó thì chúng ta sẽ có 5 cái bệnh án của các cái bệnh viện, chúng ta sẽ trao đổi và đưa ra những cái chỉ định điều trị một cách chính xác nhất. Bây giờ tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Trần Tiến Mạnh sẽ trình bày cái bài bất thường động mạch vành, khi nào cần theo dõi, phân tầng nguy cơ và lên kế hoạch can thiệp. Dạ, kính thưa thầy cô và các anh chị, thì hôm nay xin phép được trình bày một cái chủ đề nó cũng khá là rộng và cũng khá là hiếm gặp, đó là bất thường động mạch vành ạ. Thì cái bài trình bày của em ngày hôm nay nó có tựa đề là bất thường động mạch vành khi nào cần theo dõi, phân tầng nguy cơ và lên kế hoạch can thiệp. Thì như thầy cô và các anh chị đã biết thì bất thường động mạch vành là một cái nhóm thực thể đa dạng, từ các biến thể lành tính của giải phẫu đến tình trạng có thể đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên thì chưa có sự đồng thuận chung nào trong việc phân loại, phân tầng rủi ro và quản lý những cái bệnh nhân bất thường động mạch vành. Thì mục đích của bài trình bày ngày hôm nay là đưa ra một cách tiếp cận lâm sàng đơn giản để đánh giá và chăm sóc bệnh nhân bất thường động mạch vành. Những cái cuộc khám nghiệm tử thi và các cái nghiên cứu sàng lọc dân số gần đây đã cung cấp những cái dữ liệu rất là hữu ích về tỷ lệ hiện mắc và kết cục của những cái bệnh nhân bị bất thường động mạch vành. Ngoài ra, những cái phát hiện trên CT, MRI và chụp mạch vành xâm lấn đã cho phép xác định một số cái đặc điểm nguy cơ liên quan đến những cái bệnh nhân bất thường động mạch vành cụ thể. Thì chúng ta đã biết là bất thường động mạch vành là một nhóm rộng các tình trạng với các đặc điểm giải phẫu, hậu quả sinh lý và biểu hiện lâm sàng rất khác nhau. Ý nghĩa lâm sàng của chúng có thể dao động từ không có triệu chứng đến cái biểu hiện nghiêm trọng nhất, đó là đột tử do tim. Trước đây thì tỷ lệ bất thường động mạch vành phổ biến khi chụp động mạch vành qua da là 1,3%, nhưng các ước tính nó rất khác nhau tùy thuộc vào định nghĩa, phương pháp sử dụng để sàng lọc, đánh giá cũng như là các tiêu chí lựa chọn bệnh nhân. Mặc dù không có sự đồng thuận chung về việc phân loại các bất thường động mạch vành, thì trước đây chúng ta vẫn sử dụng một cái phân loại gọi là phân loại dựa vào giải phẫu, thì chia thành 4 nhóm, đó là bất thường về xuất phát, bất thường về đường đi, bất thường về đoạn tận và cuối cùng là bất thường về kích thước của động mạch vành. Hiện tại thì có rất là ít những cái thông tin về diễn tiến tự nhiên của những bệnh nhân bị bất thường động mạch vành, vì hầu hết các nghiên cứu chúng ta chỉ tập trung vào biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, đặc điểm hình ảnh và kết quả sau can thiệp. Quan trọng nhất là các nghiên cứu khám nghiệm tử thi ở những bệnh nhân đột tử do tim cho thấy là cái bất thường động mạch vành là cái căn nguyên phổ biến thứ hai sau bệnh cơ tim phì đại. Và khi không có những cái so sánh thử nghiệm so sánh ngẫu nhiên, việc chờ đợi điều trị nội khoa, can thiệp hoặc là phẫu thuật, thì các khuyến cáo về quản lý bệnh nhân bất thường động mạch vành chủ yếu dựa trên sinh lý bệnh, những dữ liệu lâm sàng không đầy đủ, chùm ca bệnh và ý kiến của các chuyên gia. Mặc dù thì bất thường động mạch vành có thể được phân loại dựa trên nhiều định nghĩa, ở đây chúng tôi trình bày một phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng, nhu cầu kiểm tra bổ sung và phân tầng rủi ro của những bệnh nhân bất thường động mạch vành. Chúng tôi chia đại nhóm những bất thường động mạch vành thành 3 nhóm, đó là bất thường động mạch vành có nguy cơ thấp. Ở những cái trường hợp này thì họ không cần đánh giá thêm. Nhóm thứ hai là nhóm nguy cơ không rõ ràng thì họ phân tầng rủi ro bổ sung cần được xem xét trên cơ sở từng cá nhân. Và cuối cùng là nhóm có nguy cơ cao thì được khuyến nghị là can thiệp và phẫu thuật. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào là nhóm bất thường động mạch vành có nguy cơ thấp. Thì phần lớn những cái bất thường này được phát hiện không liên quan đến triệu chứng hoặc các biến cố lâm sàng bất lợi và được coi là những cái biến thể lành tính của giải phẫu động mạch vành. Khi đó thì chúng ta không cần điều trị hoặc là theo dõi và những cái yêu cầu làm thêm các thăm dò khác bị hạn chế đối với những cái trường hợp trong nhóm bất thường động mạch vành này. Đây là những cái bất thường động mạch vành lành tính tình cờ được tìm thấy trong các nghiên cứu về hình ảnh tim mạch. Nó không liên quan tới sự suy giảm lưu lượng động mạch vành hoặc là thiếu máu cơ tim cục bộ. Chúng ta có thể gặp những cái trường hợp mà không có thân chung động mạch vành trái, động mạch vành phải chia đôi, động mạch vành phải xuất phát cao, động mạch mũ xuất phát từ động mạch vành phải hoặc là từ xoang van xa phải, vân vân. Thì tất cả những cái bất thường giải phẫu nhỏ hay gặp này thì không có ý nghĩa lâm sàng, không cần theo dõi hoặc là bổ sung thêm các xét nghiệm. Đây là một trường hợp mà không có thân chung động mạch vành trái, các anh chị thấy là động mạch niên thất trước và động mạch mũ thì nó đi ra trực tiếp từ xoang van xa va trái. Trường hợp này thì không có, trường hợp này là hai động mạch vành phải, nó xuất phát chung từ một gốc. Đây là một trường hợp thì động mạch vành phải xuất phát cao. Và trường hợp này thì là động mạch mũ nó xuất phát từ động mạch vành phải đi sau động mạch chủ. Những cái trường hợp này là những cái biến thể lành tính của giải phẫu, do đó thì chúng ta không cần theo dõi, không cần điều trị.
một cái bất thường tiếp theo đó là cầu cơ tim được phát hiện một cách ngẫu nhiên. Thì đây là một bất thường khá phổ biến, thường được tìm thấy ở những cái bệnh nhân mà chụp CT hoặc là chụp mạch vành qua da vì những lý do khác nhau. Và phần lớn cái cầu cơ tim được tìm thấy ở động mạch nền thất trước. Nó thường gây chèn ép và thủy tâm thu. Và như thầy cô và các anh chị đã biết là động mạch vành thì được cấp máu ở thủy tâm trương. Do vậy thì cái chèn ép ở thủy tâm thu thường không gây ra các triệu chứng hoặc là không gây ra thiếu máu cơ tim cục bộ. Thì trong bối cảnh của cái cầu cơ tim được phát hiện tình cờ ở một bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là các triệu chứng không điển hình thì chúng ta không cần điều trị, không cần can thiệp. Trường hợp này là trường hợp cầu cơ tim được phát hiện tình cờ ở một bệnh nhân khá là lớn tuổi. Nó gây hẹp không đáng kể ở trong thủy tâm thu và những cái trường hợp này thì chúng ta không cần điều trị. Một cái bất thường tiếp theo đó là bất thường gốc xuất phát của động mạch vành với đường đi nó không bị đè ép. Thì có thể là động mạch vành trái hoặc động mạch vành phải xuất phát từ xoang đối diện, đi theo một số con đường khác nhau và để đến cái đích giải phẫu bình thường của nó. Những cái con đường đi đó có thể là đi trước động mạch phổi, đi sau động mạch chủ hoặc đi sau tim. Thì đây là những cái con đường mà được coi là lành tính vì chúng không phổ biến ở những cái bệnh nhân đột tử do tim và không có cơ sở sinh lý bệnh cho thiếu máu cơ tim cục bộ, ngoại trừ sự hiện diện của sơ vữa động mạch vành kèm theo. Và khi có những cái bất thường này thì chúng ta có thể yên tâm về tính chất lành tính của tình trạng này và không có điều trị hoặc là theo dõi cụ thể nào được yêu cầu. Đây là một trường hợp mà động mạch vành trái xuất phát từ động mạch vành phải và nó đi trước động mạch phổi. Trường hợp này là động mạch mũ nó xuất phát từ xoang van sao va phải đi sau động mạch chủ. Đây là một cái trường hợp mà động mạch vành phải nó xuất phát từ động mạch mũ và nó đi sau tim. Thì những cái trường hợp này là những cái biến thể lành tính về đường đi, do đấy thì chúng ta không cần điều trị. Cuối cùng ở trong nhóm này đó là những cái giò động mạch vành có lưu lượng nhỏ. Thì đây có thể là bẩm sinh hoặc mắc phải hoặc là thứ phát sau chấn thương ngực hoặc các thủ thuật xâm lấn. Các vị trí giò phổ biến là vào thất phải, vào nhĩ phải và tĩnh mạch chủ trên, vào xoang vành và vào động mạch phổi. Khoảng 75% những cái giò động mạch vành nhỏ này được phát hiện tình cờ ở những bệnh nhân có các triệu chứng không liên quan hoặc là đang điều trị những cái bệnh tim khác. Thì mặc dù những cái hướng dẫn hiện hành không thiết lập một cái ngưỡng giò động mạch vành nhỏ, nhưng mà đối với những cái lỗ giò đơn giản bao gồm một gốc, một mạch, một lỗ và cái kích thước của lỗ giò nó nhỏ hơn cái đoạn xa của động mạch vành tham chiếu thì thường được coi là giò động mạch vành nhỏ. Và những cái giò động mạch vành mà phát hiện ngẫu nhiên nhỏ không triệu chứng này thì thường không dẫn tới quá tải thể tích thất trái hoặc là thiếu máu cơ tim cục bộ. Do vậy thì không yêu cầu bất cứ cái điều trị y tế hoặc can thiệp nào ngoại trừ việc theo dõi thông thường. Bởi sao? Bởi vì những cái đường giò này có một số trường hợp nó lớn lên và khi đó thì chúng ta cần phải xử lý. Đây là một trường hợp mà giò nhánh con lớn của động mạch vành phải vào động mạch phổi, kích thước của lỗ giò là 1,1 mm. Do vậy thì chúng ta không có cái can thiệp nào được bổ sung. Nhóm thứ hai là những cái bất thường động mạch vành mà nguy cơ không rõ ràng. Thì chúng ta biết rằng là có những cái bất thường động mạch vành trong đó mối liên quan với các triệu chứng, mối liên quan với thiếu máu cơ tim cục bộ và các biến cố lâm sàng là khác nhau. Do vậy thì cái việc mà đảm bảo phân tầng nguy cơ thích hợp để xác định điều trị thích hợp. Trong những cái trường hợp này thì nên cân nhắc cẩn thận giữa rủi ro và lợi ích của việc can thiệp bằng cách sử dụng cả hai phương pháp là phương pháp xâm lấn và phương pháp không xâm lấn trên cơ sở từng bệnh nhân. Trong nhóm này đầu tiên là những cái bất thường động mạch vành phải từ xoang đối diện thì nó có thể liên quan đến các triệu chứng và cái kết quả bất lợi ở một số bệnh nhân. Những cái bất thường động mạch vành mà có đường đi bị chèn ép hay là bị kẹp, đặc biệt là động mạch vành trái xuất phát từ động mạch vành phải thì là những cái bất thường mà thường gặp nhất ở những cái vận động viên hoặc là người trẻ bị đột tử do tim. Thì tuy nhiên là cái bất thường động mạch vành phải là một cái tình trạng mà thường gặp hơn trong quá trình thực hiện lâm sàng. Và một nghiên cứu sàng lọc bằng MRI đối với học sinh trung học ở Mỹ, người ta thấy rằng bất thường động mạch vành phải có tần suất gấp 3 lần so với bất thường động mạch vành trái. Và sự ít gặp hơn của cái bất thường động mạch vành phải trong nghiên cứu về những cái bệnh nhân bị đột tử do tim cho thấy rằng là nhiều bệnh nhân với cái bất thường này có kết quả lành tính hơn và đáng được phân tầng nguy cơ hơn thay vì việc tiến hành can thiệp trực tiếp. Và trong cái bất thường động mạch vành phải này thì có một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh có thể cung cấp những cái thông tin hữu ích để đánh giá rủi ro và lợi ích có thể có của việc xử lý thận trọng so với việc can thiệp. Những cái dữ liệu lâm sàng về tuổi bệnh nhân, về các triệu chứng là một trong những cái phần quan trọng trong đánh giá rủi ro của bất thường động mạch vành phải. Và hầu hết người ta thấy rằng là những cái đợt mà đột tử do tim nó xảy ra ở bệnh nhân dưới 35 tuổi, thường trong và ngay sau khi gắng sức. Nhưng cũng có những cái biến cố liên quan tới rối loạn nhịp tim có thể có khi mà nó xảy ra ở mọi lứa tuổi. Ngất và đau ngực là triệu chứng, ngất và đau ngực khi gắng sức cũng là những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến những cái kết cục bất lợi vì chúng gợi ý những cái dấu hiệu của suy vành.
Và tuy nhiên thì đột tử do tim thì có thể xảy ra ở những bệnh nhân trước đây không có triệu chứng, và cái dấu hiệu đột tử do tim là cái biểu hiện đầu tiên của cái bất thường động mạch vành này. Điện tâm đồ núc nghỉ, siêu âm tim và các xét nghiệm căng sức thường được cho là một phần quan trọng trong đánh giá rủi ro ở những bệnh nhân này. Tuy nhiên là những người có cái kết quả bình thường vẫn có thể có nguy cơ bị đột tử do tim, chứng tỏ sự không chính xác của các phương pháp này đối với việc phân tầng nguy cơ của các bất thường động mạch vành phải. Đặc điểm giải phẫu của bất thường động mạch vành phải có thể được đánh giá tốt nhất bởi CT hoặc MRI, được coi là các cơ chế có thể có của thiếu máu cơ tim cục bộ và kết quả lâm sàng bất lợi. Một cái động mạch vành bị kẹp giữa động mạch chủ và động mạch phổi là một trong những cái đặc điểm liên quan nhất đến thiếu máu cơ tim cục bộ, và cái cơ chế chính của việc hạn chế dòng chảy vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng mà sự chèn ép của động mạch vành quan sát thấy ở những cái bệnh nhân bất thường động mạch vành là cơ sở sinh lý bệnh rất có thể của thiếu máu cơ tim và các dữ kiện lâm sàng tiếp theo. Việc phân tầng nguy cơ bằng CT bao gồm đánh giá các đặc điểm nguy cơ cao của các bất thường động mạch vành phải, chẳng hạn như là gập góc dưới 45 độ, hẹp nỗ xuất phát và độ dài đoạn hẹp. Khi mà đoạn hẹp đoạn gần hơn 50%, chiều dài đoạn hẹp hơn 5,4 mm thì sẽ liên quan tới các triệu chứng ở bệnh nhân. Mặc dù CT có thể xác định chính xác một số đặc điểm giải phẫu của bệnh nhân bất thường động mạch vành phải, nhưng mà động học của sự chèn ép trong thùy tâm trương thì sẽ bị bỏ sót, bởi vì thông thường CT đánh giá động mạch vành trong thùy tâm trương. Trong bối cảnh này thì việc sử dụng IVERT cho phép định lượng hẹp động mạch vành thứ phát sau chèn ép ngay cả trong thùy tâm thu và thùy tâm trương. Tuy nhiên thì cái việc mà đặt được cái ống thông vào cái bệnh nhân bất thường động mạch vành có thể khó khăn về mặt kỹ thuật và có thể dẫn tới các biến chứng như là tách thành và co thắt động mạch vành. Và tóm lại thì cái phân tầng nguy cơ đối với bệnh nhân được chẩn đoán là bất thường động mạch vành phải vẫn còn cần được nghiên cứu thêm, và hiện tại thì phẫu thuật nên được cân nhắc chọn lọc đối với những bệnh nhân có các triệu chứng có bằng chứng của thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc các đặc điểm nguy cơ cao trên CT, IVERT hoặc FFA. Đây là một trường hợp mà động mạch vành phải xuất phát từ xoang van xa và vành trái thì cái đoạn gốc của nó hẹp không quá nhiều, bệnh nhân không có triệu chứng, không có dấu hiệu của thiếu máu cơ tim cục bộ thì chúng tôi tiến hành theo dõi. Còn trường hợp này thì là động mạch vành phải xuất phát từ xoang van xa va trái, nó bị kẹp giữa động mạch chủ và động mạch phổi và cái đoạn gốc bị hẹp rất là nhiều, bệnh nhân có triệu chứng, có dấu hiệu của thiếu máu cơ tim cục bộ, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật chuyển lại cái gốc động mạch vành về xoang van xa va phải. Đây là một cái trường hợp mà động mạch vành phải đi trong thành của động mạch chủ xuất phát từ xoang đối diện thì hẹp rất là nhiều cái đoạn gốc xuất phát, và do đó thì chúng tôi cũng đã phẫu thuật để chuyển lại cái gốc này về động mạch chủ. Tiếp theo trong nhóm này là những cái bệnh lý cầu cơ tim. Thì các anh chị thấy là mặc dù không thường xuyên nhưng mà một số bệnh nhân có thể có đau ngực tiến triển và thiếu máu cục bộ cơ tim liên quan đến cầu cơ tim. Và ở những bệnh nhân có triệu chứng, có bằng chứng về thiếu máu cơ tim cục bộ liên quan tới vùng cầu cơ tim, thường thấy là động mạch liên thất trước, thì nên được tìm kiếm các phương pháp hình ảnh kháng sức không xâm lấn, cụ thể là chụp xạ hình thiếu máu cơ tim. Và sự hiện diện của thiếu máu cơ tim cục bộ có liên quan tới mức độ hẹp của động mạch vành trong thùy tâm thu. Đánh giá xâm lấn có thể được xem xét tùy theo triệu chứng của từng bệnh nhân. Và trên chụp động mạch vành qua da thì sự chèn ép theo pha của động mạch vành trong thùy tâm thu còn được gọi là hiện tượng vắt sữa, có thể từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Nếu các triệu chứng hoặc thiếu máu cơ tim được coi là liên quan tới cầu cơ tim thì sau khi phân tầng nguy cơ không xâm lấn hoặc là xâm lấn thì thuốc chẹn beta nên được lựa chọn điều trị, và những cái thuốc là chẹn canxi cũng được coi là một lựa chọn. Cái can thiệp động mạch vành qua da thường không được khuyến khích ở những cái bệnh nhân mà có cầu cơ tim do tỷ lệ huyết khối trong ten tái hẹp và thủng động mạch vành là cao, nhưng có thể được xem xét với phẫu thuật. Chúng ta có thể là bắc cầu chủ vành hoặc là phẫu thuật cắt bỏ cơ trên cơ sở từng cá nhân ở những cái bệnh nhân mà rất bất thường với các triệu chứng dai dẳng. Thì đây là một trường hợp mà cầu cơ tim, các anh chị thấy là trong thì tâm trương thì mạch vành nó hẹp không quá nhiều, nhưng mà thì tâm thu thì động mạch vành bị hẹp rất nhiều, bệnh nhân vào viện vì một cái nhồi máu cơ tim, và chúng tôi đã tiến hành là cắt bỏ cái cầu cơ, sau đó thì chụp lại thì thấy là cái mức độ chèn ép nó không còn nhiều nữa. Cuối cùng trong nhóm này là cái bất thường dò động mạch vành có lưu lượng trung bình hoặc lớn. Thì cái đường thông giữa động mạch vành vào buồng tim hoặc là các mạch máu lớn trong lồng ngực có thể dẫn tới những cái rối loạn huyết động và có thể gây ra triệu chứng cho bệnh nhân. Họ thường có những cái biểu hiện suy tim do cái đường thông từ trái sang phải với những cái lỗ dò vào buồng tim phải hoặc là vào động mạch phổi, hoặc là quá tải thể tích thất trái khi mà lỗ dò vào buồng tim trái.
các biểu hiện hiếm gặp khác bao gồm là huyết khối trong đường dò, rối loạn nhịp tim và vỡ đường dò gây chèn ép tim cấp tính. Khi mà xem xét các kết quả bất lợi liên quan đến dò động mạch vành thì những bệnh nhân được lựa chọn có thể được yêu cầu là can thiệp động mạch vành qua da hoặc là phẫu thuật. Và sự hiện diện của nỗ dò kích thước trung bình có nghĩa là cái nỗ dò từ 1 đến 2 lần đường kính của đoạn xa động mạch vành tham chiếu, hoặc là những cái nỗ dò kích thước lớn hơn là 2 lần đường kính của đoạn xa động mạch vành tham chiếu, hoặc những cái đường dò phức tạp thì sẽ liên quan tới triệu chứng ở khoảng 50% bệnh nhân. Và phân tầng nguy cơ bắt đầu bằng việc đánh giá các triệu chứng bao gồm là không rung loạn khi gắng sức, suy tim, đau ngực, tất cả đều là những cái manh mối có ý nghĩa huyết động đối với dò động mạch vành. Hình ảnh không xâm lấn bao gồm là siêu âm tim, những cái test gắng sức và chụp CT sẽ cung cấp thông tin hữu ích trong bối cảnh này. Khi mà có phình động mạch vành giãn thất hoặc là rối loạn chức năng thứ phát do quá tải thể tích thất, tăng áp động mạch phổi và có bằng chứng của thiếu máu cơ tim cục bộ đều là những cái dấu hiệu sinh lý bất thường và được coi là một cái chỉ định cho phẫu thuật can thiệp. Với những cái nỗ dò lớn thì cũng nên được xem xét để điều chỉnh bất kể triệu chứng hoặc là phân tầng nguy cơ vì chúng thường liên quan tới những cái kết cục bất lợi. Tuy nhiên thì cái hiện tượng thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc là nhồi máu cơ tim đã được mô tả là một biến chứng của can thiệp qua da hoặc là phẫu thuật trong 7 đến 15% các trường hợp. Thì do đó là xem xét tuổi của bệnh nhân, các triệu chứng, tình trạng sức khỏe tổng thể, các đặc điểm của nỗ dò được khuyến nghị để quyết định cái quản lý tối ưu liên quan tới dò động mạch vành bẩm sinh. Thì đây là một cái trường hợp mà dò rất là lớn của động mạch vành phải vào trong buồng thất trái, động mạch vành phải giãn rất là to. Và những cái trường hợp như thế này thì nếu mà đường đi của động mạch vành phải nó không quá khó cho vấn đề can thiệp thì chúng ta có thể lựa chọn là can thiệp động mạch vành qua da hoặc là phẫu thuật tùy từng trung tâm. Trường hợp này cũng là một trường hợp mà dò động mạch vành phải vào buồng thất phải nhưng mà cái mạch vành nó giãn rất là lớn và đường đi của nó xoắn, thậm chí tạo thành những cái búi phình. Thì những cái trường hợp này thì nên được khuyến nghị là mổ thắt đường dò. Đây là một trường hợp dò động mạch vành tạo thành một cái khối phình rất là lớn của động mạch vành và những cái trường hợp này thì nó có nguy cơ vỡ, nó gây chèn ép tim cấp tính. Do vậy thì những cái trường hợp mà có phình rất là lớn của động mạch vành như này thì phẫu thuật là cái chỉ định đầu tiên. Cuối cùng thì trong nhóm bất thường động mạch vành là những cái bất thường mà nguy cơ cao thì biểu hiện lâm sàng nó là một yếu tố rất là mạnh mẽ trong quá trình ra quyết định can thiệp. Và những cái bệnh nhân mà hồi phục được sau ngừng tim sẽ có nguy cơ cao nhất bị các biến cố tiếp theo. Do đó thì việc phát hiện ra một cái bất thường động mạch vành được cho là có liên quan tới đột tử do tim trong bối cảnh này là một dấu hiệu thuyết phục để cho chúng ta can thiệp. Và ngoài ra ở những bệnh nhân mà có triệu chứng, bệnh nhân có thiếu máu cơ tim cục bộ, loạn nhịp thất, rối loạn chức năng thất, can thiệp cần được xem xét mạnh mẽ để giảm các triệu chứng và phòng ngừa đột tử do tim, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân trẻ tuổi. Trong nhóm này thì đầu tiên là cái bất thường động mạch vành xuất phát từ động mạch phổi. Thì đây là một dị thường hiếm gặp, tỷ lệ chiếm 1 trên 10.000 người ở bệnh nhân mà chụp mạch vành qua da. Và đối với những cái trường hợp mà bất thường động mạch vành trái từ động mạch vành từ động mạch phổi thì nó sẽ cung cấp máu có áp lực và nồng độ oxy thấp đến cơ tim dẫn tới thiếu máu cơ tim cục bộ, hở hai lá, rối loạn chức năng thất trái và suy tim. Thì cái típ mà bất thường động mạch vành trái từ động mạch phổi này được gọi là típ sơ sinh, nó có tiên lượng xấu với tỷ lệ tử vong là khoảng 90% trong năm đầu tiên của cuộc đời nếu mà cái tình trạng bất thường này không được khắc phục. Thì ở một số ít bệnh nhân thì tuần hoàn bằng hệ phong phú từ động mạch vành phải cung cấp máu do oxy và áp lực cao đến hệ thống bên trái theo kiểu ngược dòng thì những bệnh nhân này có thể không có biểu hiện lâm sàng trong thời thơ ấu và nó tương ứng với cái típ là típ người lớn và có thể là có dấu hiệu của đau thắt ngực, suy tim, loạn nhịp hoặc là đột tử do tim. Thì cái chẩn đoán là động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi đã là một cái chỉ định để chúng ta can thiệp phẫu thuật. Và tiên lượng xấu ở trẻ sơ sinh được chẩn đoán động mạch vành trái từ động mạch phổi trong những tháng đầu đời đã củng cố cho việc phẫu thuật là cái liệu pháp duy nhất được chấp nhận. Những cái bệnh nhân được chẩn đoán sau năm đầu tiên của cuộc đời thì cũng có những cái nguy cơ bị các biến cố nghiêm trọng bao gồm cả đột tử do tim và cũng được lên khuyến nghị chuyển tới phẫu thuật. Sau 50 tuổi thì các biểu hiện lâm sàng nguy hiểm sẽ ít phổ biến hơn nhưng mà việc phẫu thuật vẫn được nên xem xét trên cơ sở của từng cá nhân. Trường hợp này là một trường hợp mà bé 11 tuổi có cái động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi. Đây là hình MPA và đây là hình 3D.
Sau đó thì chúng tôi đã phẫu thuật để chuyển cái gốc động mạch vành về động mạch chủ hình MPA và hình 3D sau mổ. Đây là một trường hợp mà động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi ở bệnh nhân 40 tuổi, hình MPA và hình 3D. Sau đó thì chúng tôi mổ, chúng tôi làm một cái đường hầm từ động mạch vành vào động mạch chủ đi qua động mạch phổi, hay còn gọi là phẫu thuật Takeuchi hình MPA và hình tái tạo 3D sau khi mà mổ. Tiếp theo là cái bất thường động mạch vành phải từ động mạch phổi, thì đây là một dị thường ít gặp hơn, ít nguy kịch hơn so với bất thường động mạch vành trái từ động mạch phổi. Người ta thấy rằng trong 223 trường hợp bất thường động mạch vành phải từ động mạch phổi, tuổi trung bình được chẩn đoán là 14 tuổi và 38% bệnh nhân không có triệu chứng. Cái triệu chứng đau thắt ngực và khó thở là cái triệu chứng phổ biến nhất trong những cái trường hợp này, và phẫu thuật được chỉ định khi có triệu chứng, khi có thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc là rối loạn chức năng thất trái. Cái việc quản lý những cái người bị bất thường động mạch vành phải tình cờ phát hiện mà không có chỉ định phẫu thuật đang còn được tranh luận, nhưng mà phẫu thuật vẫn được nên xem xét ở những bệnh nhân trẻ tuổi vì nguy cơ đột tử do tim. Và trong bất kỳ những cái trường hợp nào của động mạch vành trái hoặc là động mạch vành phải xuất phát từ động mạch phổi, thì khi có kế hoạch điều trị, những cái trung tâm phẫu thuật tim có kinh nghiệm được khuyến nghị do những cái rủi ro liên quan tới quy trình phẫu thuật. Đây là một trường hợp mà động mạch vành phải xuất phát từ động mạch phổi trên hình MPA và hình 3D, sau đó thì chúng tôi mổ, chúng tôi chuyển lại cái động mạch vành này về động mạch chủ. Cuối cùng trong cái nhóm này đó là bất thường gốc xuất phát của động mạch vành trái, thì hiện tại thiếu dữ liệu để mô tả lịch sử tự nhiên của bất thường này, cũng như không có các thử nghiệm ngẫu nhiên để xác định vai trò của can thiệp hoặc là điều trị y tế. Tuy nhiên, như đã lưu ý từ trước, thì những cái bất thường động mạch vành trái bị đè ép được trình bày quá nhiều trong các nghiên cứu về khám nghiệm tử thi và được coi là nguyên nhân quan trọng của đột tử do tim trong hoặc ngay sau khi gắng sức mạnh, đặc biệt là người trẻ. Các xét nghiệm không xâm lấn để điều tra thiếu máu cơ tim cục bộ được chứng minh là không chính xác trong trường hợp này, và xét nghiệm âm tính thì không đảm bảo về một tiên lượng tốt. Việc sử dụng IVERT hoặc FFA để đánh giá mức độ hẹp và giảm lưu lượng động mạch vành trong trường hợp bất thường động mạch vành trái là một cái lĩnh vực đang được nghiên cứu tích cực, nhưng mà chưa có nghiên cứu liên quan đến các phát hiện và đánh giá xâm lấn và kết cục của bệnh nhân. Do đó thì việc xác định động mạch vành trái bị kẹp thường được coi là một cái chỉ định để phẫu thuật, bất kể có hay không có triệu chứng, có hay không có bằng chứng của thiếu máu cơ tim cục bộ. Đây là một trường hợp mà động mạch vành trái xuất phát từ động mạch vành phải, nó bị kẹp giữa động mạch chủ và động mạch phổi. Những cái trường hợp này thì được khuyến nghị là mổ để chuyển lại gốc động mạch vành trái. Thì tuy nhiên đấy là lý thuyết, còn về mặt thực tế thì thông thường mọi người sẽ chờ đợi cái việc mà bệnh nhân có triệu chứng hoặc là có thiếu máu cơ tim cục bộ với mổ. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu xa của việc mổ bất thường động mạch vành trái này là để đề phòng đột tử do tim, chứ không phải là chờ đợi những cái dấu hiệu và những cái bằng chứng của thiếu máu cơ tim cục bộ. Có lẽ là lát nữa sẽ hỏi giáo sư Hiền xem là đã mổ bao nhiêu ca bất thường động mạch vành trái bị kẹp giữa động mạch chủ và động mạch phổi ạ. Và kết luận thì là cái lĩnh vực bất thường động mạch vành đã phát triển đáng kể trong nhiều năm trước đây, và các cái kỹ thuật chẩn đoán mới kể cả xâm lấn và không xâm lấn đã góp phần đáng kể vào sự hiện diện và sự hiểu biết hiện tại về những cái tình trạng này. Tuy nhiên thì cái khoảng trống kiến thức vẫn còn rất là lớn do các công cụ phân tầng nguy cơ dựa trên bằng chứng và các thử nghiệm lâm sàng so sánh, các lựa chọn điều trị vẫn còn thiếu, và việc theo đuổi dữ liệu chất lượng cao là một cái bước quan trọng trong việc phát triển các phương pháp tiếp cận để chuẩn hóa quản lý những cái bệnh nhân bất thường động mạch vành. Phần cuối thì em xin tặng thầy cô và anh chị một cái slide, một hình ảnh rất đẹp, đơn giản, dễ hiểu về việc phân tầng nguy cơ của tất cả những cái bất thường động mạch vành. Bài trình bày của em tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Vâng, cảm ơn bài trình bày của bác sĩ, thạc sĩ bác sĩ Trần Tiến Mạnh. Chúng ta biết rằng là tất cả những cái bất thường động mạch vành bác sĩ Mạnh đã nêu ra thì thực ra là nó không có những cái bài có mang tính chất tổng hợp mà thường là người ta trình bày trong những cái bài có tính chất rời rạc. Ví dụ như là những cái ANCAPA, những ARCAPA hoặc là những cái cầu cơ, những bệnh lý xuất phát bất thường động mạch vành trái từ xoang van ra vành phải hoặc từ vành phải từ xoang van ra vành trái. Và chúng ta thường là điều trị nội khoa đến khi bệnh nhân có triệu chứng hoặc là phát hiện bất ngờ hoặc là bệnh nhân có đột tử thì chúng ta mới phát hiện được. Và những cái này thì
thường là không có những cái thống kê một cách rõ ràng ở trên những cái y văn. Thế thì hôm nay là một cái bài của bác sĩ Mạnh đã cho chúng ta một cái nhìn tương đối là tổng quát. Tuy nhiên thì những cái số liệu cụ thể như tôi đã nói rồi thì nó không, chúng ta chưa thể có được, đúng không? Ngay cả những nghiên cứu trên thế giới. Bây giờ xin ý kiến của các đồng nghiệp ở các cái điểm cầu ạ. Các đồng nghiệp có ý kiến, có câu hỏi gì không ạ? Đây là một cái chủ đề rất là hay đấy, nhưng mà cũng hiếm gặp và cũng khó. Tuy nhiên thì ở Viện Tim Hà Nội thì chúng tôi đã mổ hầu hết những cái bất thường này. Đầu tiên là cái ANCAPA hoặc là RKPA, đó là động mạch trong thời kỳ bẩm sinh thì động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi hoặc là động mạch vành phải xuất phát từ động mạch phổi. Thì những cái bệnh lý này nó biểu hiện ngay từ những ngày đầu tiên, những tháng đầu tiên là gì? Là bệnh nhân có biểu hiện suy tim và chức năng tim giảm, van hai lá hở nặng do toàn bộ hệ thống dây chằng cột cơ nó sẽ bị sơ hóa do thiểu dưỡng, đúng không? Buồng tim trái thì giãn ra, điện tâm đồ chúng ta sẽ thấy có sóng Q ở vùng AVR, và khi siêu âm lên chúng ta sẽ thấy cái cột cơ và cái nội mạc nó trắng do nó bị sơ hóa. Thế thì rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi vì cái này, và đã có những bệnh nhân mà đã mổ, đã bị chẩn đoán nhầm là hở hai lá trong thời kỳ sơ sinh, nhũ nhi và đã phẫu thuật sửa van hai lá nhưng mà lại bỏ quên cái tổn thương động mạch vành. Và khi đến chúng tôi thì chúng tôi chụp lên thì rõ ràng có cái tổn thương mạch vành rõ và tiến hành phẫu thuật. Thế thì về chỉ định mổ thì chúng ta cần phải mổ càng sớm càng tốt trong cái thời kỳ trẻ còn bé. Và mổ làm gì? Chúng ta sẽ chuyển vị cái gốc động mạch vành đó về gốc động mạch chủ. Và trong một số cái trường hợp thì chúng ta gặp ở những người lớn tuổi có ANCAPA hoặc RKPA, về khuyến cáo thì nhìn chung là vẫn nên phẫu thuật. Bởi vì khi chúng ta chụp MRI hoặc là chúng ta sẽ làm SPECT thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân vẫn có cái tình trạng thiếu máu cơ tim mãn tính. Và đặc biệt là các cái động mạch vành nó giãn rất là to, những cái động mạch bất thường đó. Thì chúng ta, thái độ xử trí chúng ta là phẫu thuật chuyển vị các cái gốc động mạch này về động mạch chủ để tăng tưới máu cho cơ tim. Cái nhóm thứ hai là cái bệnh lý xuất phát bất thường của động mạch vành trái từ xoang vaza vành phải hoặc vành phải từ xoang vaza vành trái, thì nếu chúng ta không phát hiện sớm và những trường hợp mà hẹp nặng, gấp góc nặng thì dẫn đến đột tử do những cái hoạt động thể dục thể thao. Chúng ta thấy là những cái vận động viên ấy, khi đang đá bóng hoặc là đang thi đấu thì tự nhiên gục trên sân và bệnh nhân có thể đi, có thể độ chết luôn trên sân nó. Thì khi chụp lên chúng ta sẽ thấy bất thường như vậy. Thì thái độ xử trí là gì? Là những trường hợp này khi phát hiện ra thì chúng ta phải khuyên bệnh nhân là không nên. Thường là bệnh nhân có thể lớn tuổi, có những triệu chứng đau tức nặng ngực, và khi chúng ta chụp lên thấy xuất phát bất thường và thấy hẹp thì khuyên bệnh nhân là không nên gắng sức, không nên tập thể dục thể thao. Chúng ta có thể dùng các cái thuốc chặn beta cho bệnh nhân. Và trong trường hợp hẹp ấy, và trước 35 tuổi, nếu mà hẹp nặng thì chúng ta cần phải phẫu thuật để làm cầu nối, điều trị. Thế còn một cái nhóm thứ ba là nhóm cầu cơ ấy. Cầu cơ thì chúng ta biết rằng là nó không thiếu máu trong thì tâm thu, nhưng trên thực tế ở những bệnh nhân lớn tuổi, khi một cái mạch nó đã sơ vữa, bệnh nhân có tăng huyết áp ấy, và lâu năm ấy, thì thường phía trước và phía sau cái chỗ hẹp cho cầu cơ đấy nó sẽ có tổn thương sơ vữa do cái sự biến đổi áp lực ở lòng mạch mà nó gây ra sơ vữa kết hợp với nhau, thì chúng ta cũng phải tiến hành phẫu thuật. Nếu sơ vữa mà nó gây hẹp thực sự thì chúng ta phải làm cầu nối. Còn trong trường hợp mà nó chỉ hẹp, nó gây bệnh nhân có thể tức nặng ngực hoặc những cơn đau ngực hoặc thậm chí có nhồi máu cơ tim, thì chúng ta phẫu thuật, chúng ta cắt cái cầu cơ đi, không cần phải làm cầu nối. Vì làm cầu nối đôi khi nó gây tranh chấp dòng và có thể gây tắc cái cầu nối sau đó, cho nên là chúng ta có thể cắt cái cầu cơ đi. Thì tất cả những cái bệnh lý trên thì chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật tại Viện Tim Hà Nội và cho kết quả khá là tốt. Đấy là cái thực tế. Vâng, xin mời các đồng nghiệp có câu hỏi gì không ạ? Vâng, nếu mà các đồng nghiệp không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ sang đến phần thứ hai là phần hội chẩn các bệnh án khó tại các bệnh viện. Đầu tiên thì